mình một chút xíu thôi. Chị không làm việc thì ai làm cho chị hả? Đi ngủ ngoan nha. Chơi mình nhé, một xíu thôi. Chị bận lắm. Bây giờ phải rửa bát này, xong lên giặt đồ cho Bi này, dọn dẹp trên phòng nữa. Chút xíu thôi. Chị không làm việc thì ai làm cho chị hả? Đi. Cho Bi một xíu xong rồi. Xong rồi chị làm đồ ăn nhẹ cho Bi nha. Nha. Đi chơi nhé. Ngồi chơi đi. Ngồi chơi đi. Một chút xíu thôi. Làm tí là xong mà. Giặt đồ xíu xong rồi. Giặt đồ rồi dọn phòng nữa. Xíu xong thôi mà. Đi ngồi đây ngoan nha. Ngồi đây. Ngồi đây đi. Ngồi đây đi nhá. Nhá. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đi ngồi đây ngoan nha. Chị phải lên làm việc. Có ai làm cho chị đâu, Bi làm cho chị nhé. Bi ngồi đây chơi nha. Bi làm việc xíu rồi, làm nhanh, làm nhanh. Bi, ra kia chơi. Chơi mình mà, ngồi đi. Một xíu thôi. Sao này? Sao này này? Ê, chị muốn chơi ở đấy à? Chưa. Ngồi đây, ở đây chơi một mình nha. Lên tầng đây. Đi ngồi ngoan nha.
Bi ngồi trên phòng không Bi ơi? Bi ơi? Ủa? Hay mở tủ đấy nhỉ? Quần áo Bi sao vứt này rồi? Bi ơi! Tiền nữa. Sang đây à? Đi sang đây ở à? Cứ bỏ nhà đi thế. Tìm Bi lo lắm đấy. Này, Bi ơi nhìn chị đi. Bi. Ra đây. Đưa tiền đi cho chị. Không được đi đâu hết, ở nhà nhé. Sao đi sang đây? Ừ? Đi một mình nguy hiểm lắm đấy. Đi một mình nguy hiểm lắm. Sao? Chị ấy về nhé. Đi trả tiền rồi ba chưa? Sao chị tìm gì làm thế? Chị tìm khắp nhà không thấy đâu hết. Đây chị tập đồ nhé. Đi về nhé, không đi đâu hết. Chị gặp đồ nhé. Thế trả tiền lên đi chưa? Trả tiền chưa mà. Cắt đồ vào đây nhé. Xong rồi trả tiền cho ta nha. Đang tập đồ đi. Anh ơi cho em tính tiền với. Đi đâu nhé? Đi tính tiền với chị ạ. Đi tiền với anh ơi. Cảm ơn. Có tiền trả rồi. Đi về nhé. Đi đâu nhé?